xanh rồi em ơi. Chữ cái con chuột chày ra nè coi nè, mấy đang thấy không nè, nước suốt trời ơi, trời ơi, để quá nắng, còn nữa, cứu đầu không được sao quá. Trúng rồi trời ơi. Trời ơi, giờ lúc đầu lên nè. Mình bắn con cò kia, con này nó mới lúc đầu lên. Hai con luôn. Rớt rồi nè. Rồi rớt á. Rồi rớt rồi nè. Cái đâu trời? Tiêu luôn em. Gãy cánh nó lủi vô đây nè. Nó lủi mất tiêu luôn rồi.
cao quá nên là ấy da trời rồi xịn quá. Kiếm cái quay dưới cái nhà. Bể đầu mà nhảy quá vậy. Trời. Nè. Chết nữa cả nhà, ngay chân luôn á. Ngát quá, nghe tiếng thun nở bay. Khó bắn, rất là khó bắn nghe nha.
đi quá trời đi nha. Rồi trời ngừng lại. Sợt đuôi cái nhà ơi. Này khó ăn rồi nha. Rồi. Để mọi người dõi theo cái pha bắn tiếp theo của Hùng nha.